안녕하세요, 여러분. 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. Xin chào các bạn. Mình rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn trong thời gian các bạn ở đây, các bạn chắc đã học được cách làm các món ăn Hàn Quốc, cũng như các bạn đã làm được nhiều món ăn Việt Nam giới thiệu cho chồng cũng như gia đình chồng. Và các bạn chắc đã giới thiệu những cái món ăn đấy cho cả bà con láng giềng, phải không ạ? Mình hy vọng rằng đến một thời gian nào đấy, sau khi các bạn đã học quen với cách làm các món ăn Hàn Quốc cũng như phong tục, tập quán, văn hóa của người Hàn Quốc, thì trong thời gian các bạn từ khi sang đây đến khoảng 2 năm, các bạn có thể nhập được quốc tịch Hàn Quốc. Và khi được nhập sang quốc tịch Hàn Quốc, mình hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái văn hóa, phong tục, tập quán của Hàn Quốc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bài số 22. Mới đấy mà để đến bài 22 chúng ta học sẽ không còn bao nhiêu nữa. Cái chủ đề của bài số 22 hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là 다음 주에 신청하러 갈 거예요. 다음 주에 신청하러 갈 거예요. Có nghĩa là tuần sau tôi sẽ đi đăng ký. Tuần sau sẽ đi đăng ký. Và không biết sẽ đăng ký cái gì. Mình sẽ tìm hiểu nội dung chi tiết lát nữa. Bây giờ mời các bạn nghe một lần. Các bạn cố gắng nghe rõ cái nội dung của bài hội thoại. 여러분, 한번 잘 들어보세요. 라미 씨, 내일 저녁에 우리 집에 놀러 오세요. 내일이 무슨 날이에요? 특별한 일은 없는데 우리 남편이 저녁에 베트남 음식을 준비한다고 해요. 남편이 베트남 음식을 만들 줄 아세요? 저보다 더 잘 만들어요. 베트남 사람이 다 됐어요. 참, 란 씨는 귀화 신청했어요? 아니요. 다음 주에 신청하러 갈 거예요. 그래요? 주민등록증 받은 후에 한턱 내세요? 네. 그런데 귀화 신청하러 혼자 가도 돼요? 안 돼요. 남편하고 같이 가야 돼요. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ? 잘 들어보셨나요? Bây giờ mình cùng với các bạn đi tìm hiểu những từ vựng mới. 우리 지금 새로운 단어를 같이 알아볼게요. Từ vựng trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là quy hoa. Một cái từ rất là mới và lạ phải không các bạn? Quy hoa đó là sự nhập quốc tịch. Nhập quốc tịch. Nếu các bạn nào sống ở đây trên 2 năm chắc các bạn sẽ muốn tìm hiểu cái nội dung điều này như thế nào. Mình sẽ nói lát nữa. Nhập quốc tịch đó là quý hòa. Và từ thứ hai đó là xin chong hà tà. Xin chong hà tà là đăng ký. Đăng ký. Và một từ tiếp theo nữa đó là han thóc nê tà. Han thóc gửi nê tà. Đó là khao đãi. Khao ai cái gì đấy, đãi ai cái gì đấy. Và đó là ba cái từ vựng mới có liên quan đến nội dung bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn nghe từ vựng một lần. 여러분, 단어를 한번 들어보세요. 귀화 신청하다 한턱 내다 단어를 잘 들어보셨죠? 우리 지금 어떤 내용인지 같이 알아볼게요. Các bạn đã nghe rõ từ vựng rồi thì bây giờ chúng ta đi tìm hiểu chi tiết nội dung của bài hội thoại hôm nay. Nội dung của bài hội thoại hôm nay sẽ là hai nhân vật, trong đó đều là người nước ngoài. Và một người là Lan và một người là Rami. Rami thì ở đây Lan nói với Rami như thế nào? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng câu một. Lan nói rằng Rami 씨, 내일 저녁에 우리 집에 놀러 오세요. 내일 저녁에 우리 집에 놀러 오세요. À, họ nói với là Lami rằng, Lami à,
Ngày mai, tối mai, nail 저녁, 그죠? Tối mai, đến nhà mình chơi nhé. 우리 집에 놀러 오세요. 놀러 오세요. Ngày mai, tối mai đến nhà mình chơi nhé. Và Lami trả lời thế nào? 내일이 무슨 날이에요? 내일이 무슨 날이에요? 무슨 날이에요? Có nghĩa là ngày mai là ngày gì thế? Ngày mai là ngày gì thế? Và Lan mới nói rằng 특별한, 특별한, 그죠? 특별하다 là đặc biệt. 특별한 일은 없는데, 특별한 일은 없는데, không có gì đặc biệt cả, không có gì, không có việc gì đặc biệt cả. Nhưng mà như thế nào? 우리 남편이, 우리 남편이 저녁에 베트남 음식을 준비한다고 해요. Các bạn đã học cái mẫu câu này rồi đấy. 우리 남편은, 우리 남편이 저녁에 베트남 음식을 준비한다고 해요. Thì Lan mới nói rằng không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà chồng tôi, 우리 남편이 저녁에 베트남 음식을 준비한다고 해요. Thì là chồng tôi sẽ nói là chuẩn bị thức ăn Việt Nam vào tối mai. Chuẩn bị thức ăn Việt Nam vào tối mai. Nói là như thế. Thì Lam mới nói rằng 남편이 베트남 음식을 만들 줄 아세요? 남편이 베트남 음식을 만들 줄 아세요? À, nói một câu rất ngạc nhiên phải không ạ? Nếu mà người chồng, Lam, chồng của Lam mà làm được như thế là đúng là một người chồng rất là tốt, theo mình nghĩ thế. À, chồng của bạn ít nấu món ăn Việt Nam hả? Lam mới hỏi một cách ngạc nhiên như thế. Chồng của bạn biết nấu món ăn Việt Nam hả? 남편이 베트남 음식을 만들 줄 아세요? Đó, biết nấu món ăn Việt Nam hả? Thì Lam mới nói rằng 저보다 더 잘 만들어요. 저보다 더 잘 만들어요. Có đúng không? Thì Lan mới nói rằng chồng tôi là làm giỏi hơn cả tôi đấy. 저보다 더 잘 만들어요. Có nghĩa là làm giỏi hơn cả tôi đấy. Thì 베트남 사람이 다 됐어요. 베트남 사람이 다 됐어요. Trở thành người Việt Nam rồi đấy. Chồng tôi có ý là nói, Lan khoe rằng chồng tôi đã trở thành người Việt Nam rồi đấy. Và Lan mới nói rằng 참 란 씨는 귀화 신청했어요. 참, 란 씨는 귀화 신청했어요. Thì Lam mới nhớ ra một điều là, à, vậy thì Lan đã đi đăng ký nhập quốc tịch chưa? À, 귀화 신청했어요. Đã đi đăng ký nhập quốc tịch chưa? Đã đăng ký nhập quốc tịch chưa? Thì Lam mới nói, à nếu, chưa phải không? Chưa. 다음 주에 신청하러 갈 거예요. 다음 주에 신청하러 갈 거예요. À, tuần sau tôi sẽ đi đăng ký. Tuần sau thì mình sẽ đi đăng ký. Và Lam ấy nói rằng 그래요? 그래요? Vậy hả? Thế à? 주민등록증 받든 후에 한턱 내세요. 주민등록증 받든 후에 한턱 내세요. Tại vì đối với Lam ấy truyền nói rằng khi mà nhập quốc tịch mà nhận được cái thẻ chứng minh nhân dân là một điều vui, là cái việc vui, cho nên phải khao đấy, sau khi bạn nhận thẻ chứng minh nhân dân thì phải khao tôi đấy. Thì Lan mới nói rằng 네, vâng, phải không ạ? 그런데 귀화 신청하러 혼자 가도 돼요? 그런데 귀화 신청하러 혼자 가도 돼요? Nhưng mà liệu đi đăng ký nhập quốc tịch một mình có được không? Nhập quốc tịch đi đăng ký mà đi một mình có được hay không? Thì Lan mới nói rằng Lami mới nói rằng ảnh về ổ, không được. 남편하고 같이 가야 돼요. 남편하고 같이 가야 돼요. Là phải đi với chồng chứ không thể đi một mình. Bây giờ mình đã vừa giải thích cái nội dung của bài hội thoại, chắc là các bạn đã nghe rõ. Thì bây giờ mời các bạn nghe lại một lần nữa và các bạn cố gắng đọc theo người đọc trong cái bài hội thoại này. 여러분 다시 한번 잘 들어보고 잘 따라해보세요. 라미 씨, 내일 저녁에 우리 집에 놀러 오세요.
내일이 무슨 날이에요? 특별한 일은 없는데 우리 남편이 저녁에 베트남 음식을 준비한다고 해요. 남편이 베트남 음식을 만들 줄 아세요? 저보다 더 잘 만들어요. 베트남 사람이 다 됐어요. 참, 란 씨는 귀화 신청했어요? 아니요. 다음 주에 신청하러 갈 거예요. 그래요? 주민등록증 받은 후에 한 통 내세요. 네. 그런데 귀화 신청하러 혼자 가도 돼요? 안 돼요. 남편하고 같이 가야 돼요. khi đi vào những câu cần ghi nhớ, mình muốn giới thiệu, nói sơ qua cho các bạn về cái cách mà các bạn có thể đăng ký nhập quốc tịch. Quý hóa xin trong bằng bọc. Các bạn biết rằng nếu mà các bạn muốn nhập quốc tịch thì có rất chuẩn bị rất nhiều hồ sơ một cách là chi tiết. Và các bạn có thể tham khảo ở trong cuốn sách gọi là Hướng dẫn cho phụ nữ di trú thông qua hôn nhân. Cuốn sách đấy đã được dịch sang tiếng Việt. Các bạn có thể tham khảo. Không những về cái chuyện mà các bạn có thể nhập quốc tịch đâu, nhưng rất nhiều chuyện, rất nhiều cái công việc cũng như là các vấn đề mà các bạn có thể tham khảo để mà các bạn trong khi các bạn sống ở đây, các bạn có thể có được nhiều điều hữu ích cho các bạn rất nhiều. Mình mong rằng các bạn có thể tìm hiểu và để xin được cái quyển sách đấy, người ta có thể phát cho bạn bằng tiếng Việt, các bạn tham khảo nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề những câu cần ghi nhớ. Câu thứ nhất đó là 귀화 신청하러 가요. 귀화 신청하러 가요. À, tôi đi đăng ký nhập quốc tịch. Đăng ký nhập quốc tịch. Và câu thứ hai 한턱 내세요. 한턱 내세요. Đãi đi nhé. Khao đi nhé. Khao một chầu đi, đãi một chầu đi. Có nghĩa là thế. Và câu cuối cùng đó là 한국 사람이 다 됐어요. 한국 사람이 다 됐어요. Khi các bạn nghe câu nói này có nghĩa là người ta đang khen các bạn là các bạn có thể là biết ăn các món ăn Hàn Quốc rất giỏi cũng như là hiểu rõ phong tục tập quán của người Hàn Quốc hay là văn hóa của người Hàn Quốc thì câu đó có nghĩa là người ta đang khen các bạn đấy. 한국 사람이 다 됐어요. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi đọc và cố gắng nhớ ba câu đấy nhé. 잘 한번 따라 해보세요. 귀화 신청하러 가요. 귀화 신청하러 가요. 한턱 내세요. 한턱 내세요. 한국 사람 다 됐어요. 한국 사람이 다 됐어요. 한국 사람이 다 됐어요. 왕. Bây giờ mình cùng với các bạn đi tìm hiểu cái phần ngữ pháp. 우리 지금 문법을 같이 알아볼게요. 그 phần ngữ pháp thứ nhất đó là 기전에 뭐뭐 하기 전에. 아, có nghĩa đó là trước khi làm cái điều gì đấy. Vậy là 뭐뭐 với là 응 hay là 니은 후에 là sau khi làm cái gì điều gì đấy. Trước khi làm điều gì đấy và sau khi làm điều gì đấy. Trong tiếng Việt chúng ta cũng có như thế. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu câu thứ nhất. 예문 알아볼게요. 잠을 자기 전에 일을 닦아요. 잠을 자기 전에 이를 닦아요. Trước khi đi ngủ thì đánh răng phải không ạ? 이를 닦아요. Đánh răng. Trước khi đi ngủ đánh răng. À, chúng ta lại phải đánh răng. Và 신문을 읽기 전에 아침을 먹어요. 신문을 읽기 전에 아침을 먹어요. À, là trước khi đọc báo
trước khi đọc báo thì là ăn sáng. Ừ, tôi ăn sáng. Mặc dù ở đây không có chủ ngữ nhưng mà nói cái hành động là trước khi đọc báo ăn sáng. À, ăn sáng trước khi đọc báo. Và câu tiếp theo đó là gì? 가계부를 쓴 후에 잠을 자요. 가계부를 쓴 후에 잠을 자요. Là sau khi viết cái gì các bạn? Viết cái sổ chi thư, thu chi gia đình thì là tôi đi ngủ. Sau khi viết thổ sư thu chi gia đình thì đi ngủ. Và câu tiếp theo, 밥을 먹은 후에 커피를 마셔요. 밥을 먹은 후에 커피를 마셔요. Sau khi ăn cơm thì uống cà phê. Sau khi ăn cơm uống cà phê là uống cà phê sau khi ăn cơm. Và câu cuối cùng, 반찬을 만든 후에 국을 끓여요. 반찬을 만든 후에 국을 끓여요. Sau là tôi nấu canh sau khi làm các món ăn. À, là sau khi làm các món ăn thì nấu canh. Và cái phần ngữ pháp thứ hai, 두 번째 문법은 아, 어, 도, 돼요. 아, 어, 도, 돼요. Thì có nghĩa là mặc dù thậm chí có được không? Mặc dù thậm chí có được không? Ở đây cũng có thể sử dụng sau tính từ. Câu thứ nhất đó là gì? 예문은 비행기 안에서 담배를 피워도 돼요? 비행기 안에서 담배를 피워도 돼요? Là có thể hút thuốc, mặc dù có thể hút thuốc trong cái gì? Trong máy bay có được hay không? Thì trả lời là 아니요. 비행기 안에서 담배를 피우면 안 돼요. 아니요. 비행기 안에서 담배를 피우면 안 돼요. Là không được. Nếu mà hút thuốc trong máy bay thì không được. À, là không được hút thuốc trong máy bay. Và câu tiếp theo. 수업 시간에 전화를 해도 돼요? 수업 시간에 전화를 해도 돼요? 아, 저도 trong giờ học thì gọi điện thoại có được hay không? Thì trả lời là 아니요. 수업 시간에 전화를 하면 안 돼요. 아니요. 수업 시간에 전화를 하면 안 돼요. Không được. Nếu mà trong giờ học mà nếu gọi điện thoại là không được. Và câu tiếp theo đó là 이 치마 입어봐도 돼요? 이 치마 입어봐도 돼요? 아, cho dù là tôi có thể mặc thử cái váy này được không? Thì là trả lời 네 입어봐도 돼요. 네 입어봐도 돼요. Và cái phần ngữ pháp này không những chỉ đối với động từ mà cả đối với tính từ cũng có thể dùng được. Đối với tính từ như là 키가 작아도 돼요. 키가 작아도 돼요. À, cái chiều cao mà thấp có được hay không? À, cho dù thấp có được hay không? Đó là câu mà chúng ta có thể sử dụng với tính từ. Mình vừa giới thiệu cho các bạn hai cái phần ngữ pháp. Một cái phần ngữ pháp đó là 무무키 전에 và là 은년 후에, là trước khi và sau khi. À, trước khi như là ví dụ chúng ta nói là 공부하기 전에 TV를 꺼요. 공부하기 전에 TV를 꺼요. À, là có nghĩa là trước khi mà chúng ta học thì phải tắt TV trước khi học. Và cái câu như là 밥을 먹은 후에 이를 닦아요. 밥을 먹은 후에 이를 닦아요. Là sau khi ăn cơm thì phải đánh răng. Và cái phần ngữ pháp thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn đó là 아, 어, 도, 돼요. 아, 어, 도, 돼요. Ví dụ như chúng ta nói 수업 시간에 말해도 돼요. 수업 시간에 말해도 돼요. À, là trong giờ học thì có thể nói được không? Nói chuyện được không? Thì chúng ta có thể nói là 아니요. 수업 시간에 말하면 안 돼요. Phải không? Là nếu mà trong giờ học mà chúng ta nói thì không được. Khung simen de khung nago, da simen de hang nanda. Thank you.
씹는 데 콩나고 밭 씹는 데 팥난다. 모든 일은 원인에 따라 결과가 다르다. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái trường hợp mà chắc là ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này khi đến Hàn Quốc, khi chúng ta đến làm dâu Hàn Quốc. Thì nội dung chi tiết như thế nào? Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời các bạn nghe thử một lần. 여러분, 내용을 알아보기 전에 한번 잘 들어보세요. 저는 2년 전에 한국으로 시집 왔습니다. 처음에는 많이 힘들었습니다. 한국말과 한국 풍습도 모르고 음식도 이상했습니다. 친구도 없어서 정말 외로웠습니다. 하지만 시어머니께서 저에게 참 잘해주셨습니다. 한국말과 한국 음식 만드는 방법을 가르쳐주시고 아플 때에는 간호해주셨습니다. 아기를 낳았을 때는 제 손을 잡고 고맙다고 하셨습니다. 제 마음은 따뜻하고 행복했습니다. 이제는 시어머니를 고향에 계신 엄마처럼 생각하게 되었습니다. Các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm ạ? Mình nghĩ rằng đến được bài thứ 22 thì chắc các bạn hiểu nhiều lắm rồi. Và mình mong là các bạn có thể hiểu nhiều hơn là mình tưởng nữa. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái nội dung chi tiết của bài như thế nào. Nếu muốn cặp trao ra một cái đó. Câu thứ nhất trong cái bài đọc hiểu này đó là 저는 2년 전에 한국으로 시집 왔습니다. 저는 2년 전에 한국으로 시집 왔습니다. Là tôi là đã đến Hàn Quốc, đi lấy chồng đến Hàn Quốc cách đây 2 năm. Và như thế nào? 처음에는 많이 힘들었습니다. Lúc đầu thì tôi rất là vất vả, khó khăn rất là nhiều. 많이 힘들었습니다. Và 한국말과 한국 풍습도 모르고 là tôi đã không biết tiếng Hàn và cả phong tục của Hàn Quốc nữa. Rồi cả cái gì nữa các bạn? 음식도 이상했습니다. 음식도 이상했습니다. Có nghĩa là thức ăn cũng rất là lạ đối với tôi đấy. Và gì? 친구도 없어서 정말 외로웠습니다. 친구도 없어서 vì không có bạn bè cho nên như thế nào? Thật là cô đơn, 외로웠습니다. Thật là cô đơn, phải không ạ? Nhưng mà thế nào các bạn? 하지만 시어머니께서 저에게 참 잘해주셨습니다. Nhưng mà mẹ chồng thì đối với tôi rất là tốt. 저에게 참 잘해주셨습니다. Đối với tôi rất là tốt. Và thế nào? 한국말과 한국 음식 만드는 방법을 가르쳐주시고 là mẹ tôi làm thế nào các bạn? Dạy cho tôi cái gì? 한국말 qua 한국 음식 만드는 방법. Là dạy cho tôi tiếng Hàn và cả cách làm thức ăn Hàn Quốc nữa. Như thế nào? 아플 때도 아플 때에는 간호해 주셨습니다. 아플 때에는 간호해 주셨습니다. Và cũng chăm sóc tôi khi mà đau ốm. Rồi thế nào nữa? 아기를 낳았을 때는 khi mà tôi đẻ con sinh con thì thế nào? 제 손을 잡고 고맙다고 하셨습니다. Nắm tay tôi và nói một lời cảm ơn. Đúng là mẹ chồng rất tốt bụng, phải không ạ? Và thế nào? 제 마음은 따뜻하고 행복했습니다. 제 마음은 따뜻하고 행복했습니다. Tấm lòng của tôi khi đó là tôi cảm thấy ấm lòng, phải không các bạn? Ta thích tha cùng. Ấm lòng và hạnh phúc lắm, hạnh phúc hết sức người ta. Đó là lúc đó. 이제는, bây giờ thì như thế nào? 이제는 시어머니를 고향에 계신 엄마처럼 생각하게 되었습니다. Bây giờ thì như thế nào? Thì là tôi đã suy nghĩ mẹ chồng như là mẹ của tôi ở quê, coi mẹ chồng như là mẹ của tôi ở quê đấy. Và đó là cái nội dung mình thấy, đối với mình là cảm thấy một nội dung rất là hay và có
có tìm trong cái bài học này. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái phần câu hỏi. 질문을 같이 알아볼게요. Câu thứ nhất đó là gì? 이 사람은 한국에 온 지 얼마나 됐습니까? Các bạn biết rồi, câu đầu tiên của cái bài này phải không ạ? Là người này đã đến Hàn Quốc được bao lâu rồi? 한국에 온 지 얼마나 됐습니까? Các bạn đến Hàn Quốc được 2 năm rồi phải không ạ? Đó là 2년 됐습니다. À, đã đến Hàn Quốc được 2 năm rồi. Và thế nào nữa? 시어머니는 이 사람에게 무엇을 해 주셨습니까? Mẹ chồng đã làm gì cho người này ạ? Các bạn, cái nhân vật trong cái bài đọc hiệu này đã làm mẹ chồng đã làm gì ạ? Đó là các bạn biết rồi. 한국 말과 한국 음식 만드는 방법을 가르쳐 주시고, đó là dạy cho cái dạy tiếng Hàn và dạy cho cái cách làm thức ăn Hàn Quốc. Và làm thế nào nữa? 아플 때 간호해 주셨습니다. Và cả khi đau thì cũng chăm sóc cả khi đau nữa. À, trong bất cứ ai, mình mong rằng khi mà lấy chồng Hàn Quốc thì các bạn đều có một cuộc sống hạnh phúc. Và có thể các bạn là hiểu rõ cái phong tục cũng như tập quán của người Hàn Quốc. Và các bạn mong rằng là các bạn có đời sống hạnh phúc không những với chồng mình mà cả với những người của gia đình chồng, như có cái sự thương yêu, kính mến của bố mẹ chồng. Và các bạn cũng phải có những cái sự đáp trả lại cái lòng thương yêu, kính mến của họ. Và mình hy vọng các bạn sẽ làm được điều đó. Mình chúc các bạn may mắn và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. 여러분, 안녕히 계세요.